Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau du thuyền trên sông Moscow nào, Và chờ đợi gì nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu hành trình nào. Và đây là chiếc du thuyền chúng ta sẽ đi trong ngày hôm nay. Và còn đây là những người bạn đồng hành của chúng ta trong ngày hôm nay, Moscow City bên kia kìa. Mình đi một vòng rồi kìa. Chơi là hôm nay phó tổng thống sang chơi. Phó tổng thống đi hết Moscow rồi. Hôm nay đi ngay cuối tổng kết. Mà đi qua chỗ nào là hết. Chỗ là hết. Nói chung đường là dài lắm, lý mà hết được. Nhà đi toàn nhà khu dân cư rồi những cơ quan nhỏ họ ở ấy. Đi chủ yếu phá tại đâu kia gần trung tâm. Đi Moscow thì đi mấy năm. Mấy năm ấy ừ, chẳng bữa chưa đi gần năm không có hết mốt. Không hết được. Rộng quá. Nhiều cái.
đôi khi là sao là đi một lên đi cả tiếng đồng hồ, đi về tiếng đồng hồ với 2 tiếng đồng hồ rồi, một ngày đi 3 chỗ rồi mà hết. Ha 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 ha.